hả thầy? Mẫu quả nhan giúp cho sư phụ nuôi 7-9 trẻ để làm nước quả nhan thấp đi con. Bó nhiêu vậy? Nhan thơm lắm. Khỏi bó nhiêu đã, bó rẻ thì được chứ. À, con ủng hộ cho mấy cháu thôi. Không, bó nhiêu vậy? Này con cầm đứt thầy 200. 200 hả? 14 lắm rồi. Thơm lắm. Thôi không mua được không? Sao? Không mua được không? Kệ con làm nước đi, giúp cho 7-9 trẻ là phải đi có giấy tờ của chùa đầy đủ hết mà. Chứ đâu có đi tầm bậy đâu con. Thầy là sư phụ của thầy đó. Thầy đưa bên có công an mà chắc đầy đủ hết. Ôi giờ lừa đảo nhiều lắm thôi con xin phép đi. 14 khỏe lên. Nhân thơm tao là chứ đâu phải. Thôi nhang giờ hóa chất không à, con sợ lắm. Cái này thầy nói con nghe là nhân cầm quế á, nhân quế á. Thấp dịu dịu lắm. Con nhang quá trời nhang luôn. Con có phúc hậu lắm, thầy mới ghét con á. Thầy nó giúp chùa đi. Tại giờ thầy đi nuôi 7-9 cháu lận. Đi phụ cho sư để nuôi trẻ thôi chứ thầy không ăn uống gì đâu. Thôi thầy... Đi đây 34 năm rồi. Đi phụ cho chùa này 34 năm rồi đó. Dạ thầy giờ làm vậy là cũng phước đức là được rồi. Nhưng mà hôm nay không lấy. Không lấy nữa đi. Không lấy. Lấy 100 cũng được. Không lấy. Đây đâu bà cắt.